luật sư cũng đã rõ cái vấn đề mà 39 người đồng bào Việt Nam của chúng ta đã tử nạn trên đường vượt biển. Thì thưa luật sư, luật sư có thể cho khán giả của đài biết cái cảm tưởng của luật sư ra sao về cái cái vấn nạn này của đất nước chúng ta. Dạ vâng, cái thảm họa này thực ra là cái thảm họa phải thảm nói là họa. shocking, phải nói là kinh hoàng không những cho người Việt Nam mà có thể là trên toàn thế giới. Hiện nay cả thế giới đang dùng vào Anh quốc ở địa điểm đó để tìm hiểu ra tại sao có những hiện tượng như vậy thì đương nhiên cái đau đớn này cũng là đau đớn của người Việt Nam chúng ta đương nhiên bị ảnh hưởng nhiều hơn so với những người khác chúng ta rất đồng cảm cho sự mất mát của các nạn nhân cũng như thân nhân của họ tại quê nhà tuy nhiên mặc dù là nhìn thấy cái 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 thảm trạng như vậy chúng tôi cũng không có quên được là hiện nay cũng rất nhiều người Việt Nam đang bôn ba từ khắp nơi tứ xứ để tìm tự do hay, hay tìm uh, cơ hội uh, làm lại cuộc sống của họ cái, cái khổ cực đó không có nghĩa rằng khổ ít hơn những người đã mất cái, cái, cái khổ của người việt nam hiện nay họ đã lan tràn không những ở thái lan ở campuchia ở âu châu anh quốc ngay cả ở hoa kỳ ở đây cái khổ của họ cũng rất là nhiều mặc dù là họ vẫn còn sống uh, tuy nhiên tôi không nghĩ là cái khổ của họ ít hơn là cái khổ của người mất mạng nhưng mà nhìn lại trong quá khứ của Việt Nam thì cái cái thảm trạng của của một sự việc mà 39 người Việt Nam uh, mất trong hoàn cảnh đau thương như vậy thì đương nhiên tôi là người uh, lớn lên trải qua cái thời gian uh, tị nạn vượt biên vượt biển và tôi cũng đã làm việc với những cái uh, những người này và tôi đã sống qua rất nhiều thời gian uh, liên quan tới những thảm trạng vượt biên vượt biển như thế này thì tôi cảm thấy rằng Uh, nếu mà nhìn một cách gọi là relative nhìn rất là tương đối tương quan, quan. đó thì cái chuyện một uh, một uh, một cái sự việc 39 người mất này nó không thấm là đâu hết cho sự việc thuyền vượt biên chết chìm chết đuối chết mắc cạn chết như cơm bữa chết mà không ai biết đến không ai nói tới không ai đếm được không ai nhìn nhận ra cái gì hết chết đến nỗi mà người thân ai biết này lo như vậy thôi chết đau đớn cho gia đình À, ở bên Việt Nam cũng không biết là tàu đi đâu đến đâu như thế nào chết sống làm sao biết là chết mà cũng không dám buồn không dám vui không dám tỏ ra thì sợ công an nó biết là tại sao ông bà này buồn khóc thương ai hay là vui vì được đi không được đi thoát nạn không đó nào đến nỗi mà không dám lập bàn thờ nữa nhưng lúc biết con cha mẹ mình chết mà không dám lập bàn thờ với người Việt Nam cái đó là rất là bất hiếu cái đó rất là 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 vô cảm nhưng mà người Việt Nam trong hoàn cảnh tôi nghĩ là tôi không thấy là lập việc bằng thời cô mình chết vừa vượt biên hết Đúng. cái đó là mời công an đến nhà làm việc với mình thành ra cái khó khăn thành ra cái số lượng người vượt biển rất nhiều thành ra mặc dù tôi cảm nhận được cái 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 kinh hoàng của cái chuyện 39 người mất ở đây mà tôi muốn nhìn lại tôi muốn mọi người có cơ hội nhìn lại cái cái mất mát của người Việt Nam đã trải qua trong suốt bốn mấy năm qua rất kinh hoàng rất là nhiều và tất cả nó dồn lại một mối thôi và. là cái sự ra đi từ bỏ cái đất nước quê mẹ chế độ cộng sản Việt Nam và thì, cái đó um, là cái vấn đề mà tôi nghĩ bộ. mọi người cần nhìn lại một cách tương đối để mà thấy rõ cái picture nó nó, nó rõ ràng hơn hơn là nhìn quá cục bộ vô một cái vấn đề này. đúng vậy. À, và như ý luật sư có thể mình cũng nên tránh để cái tình cảm nó 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 ảnh hưởng đến cái um, cái thực tế hiện trạng. À, tuy nhiên, thưa luật sư, um, trong tương lai thì um, chúng ta đã thấy um, tại Anh Quốc họ đã có một cái sự mà vì 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 um, cái lòng mà con người họ đã làm cái vấn đề này lên. Um, tại khắp nước Anh để cho mọi người biết đến và họ có những cái luật pháp để mà sẵn sàng trong tương lai để ngăn chặn sự việc mà buông lậu những người vào xứ uh, sở của nước Anh. Thì uh, luật sư nghĩ rằng là uh, trong tương lai Hoa Kỳ của chúng ta hoặc là các nơi các uh, quốc gia trên thế giới họ có sẽ những cái luật pháp giống như vậy để mà ngăn chặn cái sự việc mà buông lậu người một cách dã man như vậy không? Thưa hiện nay ở Âu châu cũng như Hoa Kỳ và... cũng đang có cái phong trào uh, ngăn chặn người di dân bất hợp pháp. Vâng. thì họ biết người di bất hợp pháp là họ làm đủ thứ chuyện hết họ leo rào họ leo cửa sổ họ bất cứ cái gì họ làm vâng. thành ra cái người thành ra uh, họ không có cần phải là ngăn chặn cái thùng xe như thế này vâng. nghĩa là họ để hơn thời những cái thùng xe chuyển đổi nhưng mà uh, về là ngăn chặn cái người di dân bất hợp pháp thì họ luôn luôn có biện pháp thì biện biện pháp kia để để làm cái chuyện đó mà tôi nghĩ rằng uh, phải nhìn một cách cục bộ cái 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 hiện tượng này nó không có đổi cái khuynh hướng chống di dân hiện nay đang xảy ra trên khắp toàn cả, 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 cả Âu Châu thế giới à, và cũng như tại Hoa Kỳ cái cái ý niệm chống người di dân uh, bất hợp pháp uh, cũng rất là lớn tại Hoa Kỳ uh, cho nên uh, và và nên nhớ rằng năm thì một họ mình mới có một trường hợp 39 người mất như vậy nhưng mà cái chuyện mà buôn người uh, mình thấy uh, thường hơn xảy ra trong cuộc sống chung quanh mình À, bằng những cái sự việc như là à, một người này biết người kia là ở đây bất hợp pháp thì tôi thuê mướn anh làm việc không tiền rẻ tiền như thế Vậy nào đó. đó Vì nếu, nếu anh không nếu anh không không tuân theo, không nhận lương đó, tôi báo cho anh là cảnh sát bắt anh thu dọ họ. Vâng. Và dù khi năm ba người vô qua đây nói là kiếm qua việc làm, xin visa EB5, EB3 làm những chuyện hết, nhưng mà thực ra đánh lừa để mà làm những cái chuyện phi pháp. Vậy rồi bị mất hết uh, hộ chiếu tức là passport rồi bị ép buộc làm những chuyện bất hợp pháp cờ bạc đĩa điếm uh, làm nó lệ. ăn lậu nó lệ uh, làm ăn họ là nô lệ, nó lệ cái là. đó gọi là nô lệ uh, và đó là human trafficking Vậy. những người mà dùng cái uy thế của mình để ép buộc người khác làm cái chuyện gì phạm pháp ví dụ như vợ chồng cô dâu, chú rể bắt nạt nhau uy hiếp nhau vì cái chuyện di trú di dân gì đó để mà bắt nạn người khác làm cái chuyện gọi là uh, tiếp tục tòng phục cho mình thì đó là những hiện tượng của cái chuyện human trafficking dạ và. là chuyện buôn người là muốn chuyện gọi là uh, uy hiếp những người di dân bất hợp pháp dạ. những chuyện vô nhân đạo thành ra tôi nghĩ mình thấy những chuyện đó nhiều hơn dạ chứ không phải là mình thấy những chuyện ba mươi mấy người chết trong cái chuyện hay là thành ra tôi nghĩ rằng cái quan trọng thực tế nhất của mỗi người chúng ta là Là nên đề cao cả cảnh giác nhìn chung quanh để coi thấy ai có những hiện tượng đó nên giúp đỡ họ dạ nó thực tế hơn cho mình hơn là là đối phó với trường hợp mà năm thì 10 mười họ mới có đúng và ngoài ra thì uh, như quý vị đã biết uh, chính phủ của tổng thống donald trump uh, trong những cái thời gian vừa qua thì họ đã siết chặt tất cả những cái luật pháp và những cái cách mà để mà ngăn chặn những người di dân lậu tuy nhiên thì trong cái trường hợp của những người việt nam ở đây thì chúng ta cũng biết rằng là À, mình phải tìm cách để mà thay đổi từ trong cái căn nguyên của nó tức là đất nước việt nam của chúng ta phải làm sao để họ đừng có rời bỏ bỏ chạy ra đi nữa thì cái vấn nạn mà di dân lậu nói riêng cho những người việt nam của chúng ta có thể nó mới bớt đi thôi chứ mà dù bây giờ mà luật pháp bất cứ ở đâu có khó khăn đến cỡ nào đi nữa nhưng mà họ liều chết ra đi thì cũng đành phải chịu phải không làm sen? Như vâng, à. cái Vinh Lập nói cái đúng đó lý do tại sao và cá nhân tôi cũng như nhiều đoàn thể trong cộng đồng đã tập trung vô cái chuyện cải tổ, cải thiện cái hệ thống tự do dân chủ ở Việt Nam, cải diện cái vấn đề tự do báo chí, tự do uh, ngôn luận, tự do uh, internet, uh, freedom uh, ở Việt Nam. Tại vì phải, phải cải thiện cái đó thì người dân, uh, người chính quyền của Việt Nam mới đối phó với người dân của họ một cách thực tế hơn, ngay cả những chuyện tham nhũng, hối lộ, uh, những cái chuyện như bắt nạt, uy hiếp họ nếu mà họ tôn trọng luật lệ đó thì họ không có đối xử, họ không đến bức hiếp như vậy. Thành nên tôi nghĩ cái quan trọng hơn thực tế hơn của mình uh, vẫn là cải thiện cái, cuộc, uh, cái, cái 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 lối đối xử của chính quyền cộng sản Việt Nam như vậy thì người dân họ bớt đi. Nghĩa là không thể nào cấm họ, không thể nào chấm dứt vậy. được nhưng mà cái chuyện trạng mà mà bức xúc để mà bỏ nước ra đi như vậy nó sẽ bớt đi rất nhiều và Đúng chúng vậy. ta tôi nghĩ cái đó nó thực tế hơn mà muốn làm như vậy chúng ta phải thực tế gia tăng cái sức mạnh vận động của chúng ta ở đây và. để chúng ta dùng cái ảnh hưởng chính trị của chúng ta tại Hoa Kỳ này để mà vận động chính phủ Hoa Kỳ làm sao Việt Nam cải thiện được um, chương trình tự do dân chủ của họ. <laughs>